Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì cỗ máy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu có tên là Patek Philippe Grand Complications 5140R001, biểu tượng lịch vạn niên của Patek Philippe. Patek Philippe vốn được xếp trong danh sách những thương hiệu truyền thống với cách chế tác thủ công và những thiết kế cổ điển. Tuy nhiên, thực tế thì thương hiệu này từ trước tới nay vẫn luôn nghiên cứu và phát triển với rất nhiều phát minh quan trọng như là lịch thường niên hay lịch vạn niên. Để biết thêm về sự đặc biệt của thương hiệu này, hãy cùng tìm hiểu mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Mẫu đồng hồ mang mã hiệu 5140R001 mang hơi hướng cổ điển hơn, khác biệt hoàn toàn so với những người anh em khác có cùng tính năng như là 5159 hay 5496. Điều này cũng khá là dễ hiểu bởi tiền thân của mẫu đồng hồ này là chiếc 3940 đã ra mắt từ năm 1985. Nói một chút về chiếc Patek Philippe 3940, nó có kích thước vỏ 36mm, sử dụng bộ máy siêu mỏng caliber 240Q. Mặc dù có mỏng như vậy, nhưng bộ máy này vẫn có hiệu suất rất cao cùng với độ ổn định và độ bền đáng kinh ngạc. Vào thời điểm đó thì mẫu 3940 là một trong những thiết kế phức tạp bậc nhất được sản xuất đại trà, lý do nằm ở bộ máy. Bộ máy này gần như một huyền thoại trong làng đồng hồ với 275 bộ phận được lắp ráp hoàn toàn tại xưởng của Patek. Với số linh kiện lớn như vậy nhưng caliber 240Q chỉ dày có 3,88mm. Phần lớn máy tự động sử dụng roto lớn sẽ làm tăng độ dày, nhưng việc sử dụng mini roto đã xử lý được điều này. Tất nhiên với kích thước nhỏ hơn, mini roto sẽ khó lên cót hơn so với roto thông thường. Để khắc phục điểm yếu này thì Patek Philippe đã hoàn thiện hệ thống bánh răng chuyển động, giúp hạn chế thất thoát năng lượng và làm cho bộ máy hoạt động mượt mà hơn. Nếu hoạt động liên tục, chiếc đồng hồ có khả năng hiển thị ngày tháng một cách chính xác mà không cần chỉnh lại cho tới năm 2100. Sau 21 năm có mặt trên thị trường, Patek Philippe quyết định đưa ra một cải tiến mới cho dòng 3940. Và vào năm 2006, mẫu đồng hồ Grand Complications 5140 đã ra đời. Thiết kế này khác biệt một chút so với mẫu 3940 với đường kính vỏ được tăng lên 37,2mm từ 36mm. Vành benzo được chỉnh lại ôm gọn mặt kính sapphire hơn, chỉnh lại phông chữ trên mặt số. Nhưng quan trọng nhất, bộ máy caliber 240Q vẫn được giữ nguyên. Với chiếc 5140R, bộ vỏ đồng hồ được làm từ vàng hồng nguyên khối với những nút nhỏ ở cạnh bên. Bằng một chiếc bút đi kèm với đồng hồ, bạn có thể chỉnh nhanh ngày, tháng, năm hay lịch tuần trăng qua những chiếc nút này. Vỏ vàng hồng và mặt số nâu từ lâu đã là sự kết hợp kinh điển của làng đồng hồ. Mỗi mẫu đồng hồ vàng hồng nào cũng phải có một phiên bản mặt số màu này. Chiếc 5140R001 cũng là minh chứng cho điều đó với tông nâu hơi ánh vàng và sự hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì bạn có thể thấy được sự kỳ công của chiếc mặt số. Phần nền được hoàn thiện trải tia mà phải nhìn chéo một chút thì chúng ta mới có thể nhận ra. Những mặt số phụ được phân cách bởi các đường rãnh hoặc làm lõm xuống để tăng thêm chiều sâu. Nhìn kỹ hơn, bạn có thể thấy được vòng tròn trong của mặt số góc 3 giờ và 9 giờ được xử lý bằng những đường vân tròn độc tâm. Như đã nói ở trên, cách trình bày của mặt số chiếc 5140 mang xu hướng cổ điển hơn so với những người anh em như 5159 hay là 5496. Điểm đầu tiên cần nói tới chính là mẫu 5140 lại không sử dụng bất cứ cửa sổ nào, làm cho mặt số có cảm giác hơi chật chội và có vẻ khó nhìn. Những thiết kế như 5159 hay 5496 thì sử dụng các khung cửa sổ để giấu bớt các cơ chế hoạt động phía sau. Vậy chúng ta có những chỉ thị gì? Tôi sẽ liệt kê chi tiết qua từng mặt số. Mặt số góc 3 giờ hiển thị tháng và năm nhuận. Mặt số góc 6 giờ hiển thị lịch ngày và lịch tuần trăng. Mặt số góc 9 giờ hiển thị thứ bằng kim dài và kim 24 giờ bằng kim ngắn. Cần nói thêm một chút về việc chỉnh giờ của một chiếc lịch vạn niên rất mất thời gian, nên kim 24 giờ là một chỉ thị rất cần thiết. Chúng ta sẽ nắm được hiện đồng hồ đang chỉ 10 giờ sáng hay 10 giờ tối để tránh việc chỉnh sai một ngày và chỉnh lại từ đầu. Bộ kim và cọc số cũng cho ta thấy được sự cầu kỳ và tỉ mỉ của Patek Philippe. Từng chi tiết nhỏ đều được làm bằng vàng hồng và đánh bóng một cách hoàn hảo. Bộ kim Dauphin được sử dụng chung với 12 cọc số Baton đã làm tăng thêm vẻ truyền thống của mẫu đồng hồ. Chiếc đồng hồ này có hai nắp đáy để người dùng có thể chọn lựa, đáy sapphire giúp người dùng quan sát bộ máy 240Q hoặc đáy kín bằng vàng hồng. Với một số người thì đáy vàng khối sẽ phù hợp hơn vì họ không thích có nhiều khe rãnh tiếp xúc với cổ tay, làm lưu lại bụi bẩn. Tuy nhiên, cá nhân tôi chắc chắn sẽ chọn đáy sapphire để có thể quan sát được bộ máy tuyệt đẹp của nó.
Nếu như lúc trước chúng ta có nói về độ phức tạp của bộ máy này thì bây giờ sẽ là lúc nói về mặt thẩm mỹ. Giống như tất cả các bộ máy của Patek thì Calibre 240Q được hoàn thiện thủ công toàn bộ, kể cả những linh kiện phía sau mà người dùng không thể quan sát. Những đường vân Côte de Genève có độ mịn tuyệt hảo, những góc được đánh bóng tinh tế và những đường chạm khắc siêu mịn. Tất nhiên bạn có thể bảo rằng một chiếc Longines tầm 2.000 USD cũng có những bước hoàn thiện này, nhưng nếu soi kỹ bằng kính lúp thì bạn sẽ thấy được sự khác biệt giữa một chiếc đồng hồ 2.000 USD và một chiếc đồng hồ 60.000 USD. Mặc dù bộ máy Calibre 240Q được sử dụng từ thế kỷ trước, nhưng điều đó không có nghĩa rằng bộ máy này không được nâng cấp theo thời gian. Chi tiết rõ ràng nhất để thể hiện điều đó là con dấu Patek Philippe được chạm trên cầu nối, chứng tỏ bộ máy này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của thế kỷ 21, cả về size số và độ hoàn thiện. Bên cạnh đó thì công nghệ silicon cũng được sử dụng để tăng khả năng chống từ cho chiếc đồng hồ này. Như vậy, nói một cách đơn giản thì mẫu đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 5140R001 là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét cổ điển và những công nghệ tiên tiến nhất. Và không phải là những mẫu đồng hồ như Nautilus mà các mẫu Complications hay Grand Complications mới chính là nguồn thu chính của gã khổng lồ có logo hình hoa thị này. Đó là những điều đặc biệt mà chúng tôi muốn truyền tải trong video ngày hôm nay. Không biết là các khán giả có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên đón xem những video lần sau. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.